Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là họa sĩ Hoàng Trung Dũng, đến từ Thái Bình, Việt Nam. Trước hết tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã có một cuộc chơi đầy thú vị đối với các họa sĩ trên thế giới trong cái mùa dịch đại dịch Covid đang lan rộng khắp trên thế giới. Cuộc triển lãm online đầy thú vị có giúp đỡ tất cả mọi người có thể phòng dịch tốt, nhưng những tác phẩm của các họa sĩ vẫn được công bố và triển lãm. Và điều kỳ diệu này, tôi xin một lần nữa cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là những người bạn Ấn Độ đã tổ chức ra cuộc triển lãm online đầy thú vị này. Trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các bạn trong quá trình sáng tác của tôi. Đề tài mà tôi muốn giới thiệu với các bạn sau đây về một loạt những bức tranh tôi vẽ trực tiếp tại miền biển quê hương tôi, miền biển Thái Bình. Quá trình tôi đi vẽ thực tế ở vùng biển, tôi muốn truyền cảm hứng với mọi người và mang thông điệp của hội họa phản ánh vẻ đẹp của phong cảnh quê hương và những con người ngư dân ở trên miền biển. Những tác phẩm này tôi vẽ trực tiếp và mang đến rất nhiều cảm xúc. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được vẽ chính trên quê hương mình và được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn vẻ đẹp của quê hương tôi. Phần thứ hai, tôi muốn giới thiệu với các bạn một cuộc chơi đầy thú vị của Việt Nam. Đó là Việt Nam là một quốc gia vùng nông nghiệp 90% và hình thành phát triển trên 4.000 năm lịch sử. Một trong những lễ hội rất độc đáo của người Việt, mang đậm phong cách, tính chất của vùng núi nước, đó là lễ hội tịch điền. Đây là một trong những nghi thức của nhà vua khi đầu năm sẽ cùng với dân làng, cùng với nhân dân, những người làm núi nước làm một cái lễ hội cầu mong cho mùa màng được tốt tươi và người dân được ấm no hạnh phúc. Trong lễ hội này có một điều thú vị là những con trâu sẽ được tuyển chọn từ trước đó và các họa sĩ được mời đến và thể hiện những tác phẩm của mình trên những con trâu. Và tôi cho rằng cái lễ hội tịch điền và cuộc thi vẽ trâu rất thú vị, có lẽ là tôi nghĩ là rất độc đáo. Do vậy tôi muốn giới thiệu với các bạn về hình ảnh của lễ hội và cuộc thi vẽ trang trí trên con trâu. Những con trâu đẹp sẽ được ban tổ chức tuyển chọn và nhà vua, bây giờ là chủ tịch nước, hoặc những người đứng đầu quốc gia sẽ cày trực tiếp trên đồng ruộng với những con trâu mà được vẽ đẹp nhất. Và qua thông điệp thì tôi muốn gửi tới các bạn, trong mùa dịch Covid, tất cả chúng ta hãy cùng chung tay đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ và ngăn chặn được đại dịch Covid trên toàn cầu. Hy vọng những tác phẩm của tôi sẽ là một thông điệp gửi đến các bạn. Mong rằng tất cả chúng ta, những người nghệ sĩ trên khắp thế giới sẽ có thông điệp mạnh mẽ hơn đối với đại dịch trên toàn cầu. Xin một lần nữa cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là những người bạn Ấn Độ
đã có một cuộc chơi thú vị. Thông qua cuộc chơi này, hy vọng tất cả các họa sĩ trên toàn thế giới chúng ta đoàn kết hơn, gắn bó hơn, trách nhiệm hơn đối với nghề nghiệp, đối với tất cả những người trên toàn thế giới, tạo nên một thế giới bình đẳng, an toàn và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.